Sài Gòn Thơ Thơ lần đầu xin gửi đến tất cả quý vị đang có mặt tại sân khấu C30 lời chào trân trọng nhớ cả. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ một lời đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay được vào bước một chiều bằng con cô bác lên và mời đứa bé chỉ có 10 đồng cho một lời khởi đầu. Và hôm nay lực lượng hơi mỏng nhưng mà khoảng cuối giờ từ 9 giờ trở đi thì bên Chợ Đêm sẽ hỗ trợ cho chúng ta để sân khấu được đầy hơn. Chắc mong quý vị cũng sẽ thông cảm vì mùa Tết mà, và tụi em phải chia ra nhân sự ra để phục vụ nhiều nơi cho nhiều bà con được biết hơn về đoàn. Rồi ngay bây giờ một lời đầu tiên và một lời khởi động chỉ có 10 đồng cho mỗi đứa bé. Quý vị nào mà ủng hộ bé của Y tại chỗ giơ giùm em cánh tay ngàn ngọc lên, bộ đồng phục vụ tận nơi tận chỗ quý vị nha. Và trong đó là khi đó thì quý vị cũng nhớ giùm em sẽ có 60 con số tương ứng với 60 trái banh mà ngay bây giờ bộ đồng sẽ cho quý vị có thể check lại và bỏ vô lồng cầu để chúng ta có thể tham gia game từ đây cho tới cuối giờ. Rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình. Ở dưới nếu quý vị thấy cần thức ăn thì có một quầy thức ăn ở dưới nước kia và thức ăn nhanh, còn nước thì kế bên quý vị nha. Rồi ngay bây giờ vòng loại tiếp theo, ai chưa có vé thì quý vị và làm lần đầu tiên mở hàng luôn, và quý vị mở hàng nhanh hàng lẹ và để kia cho tụi em phục vụ nhanh phục vụ lẹ cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Ai chưa có vé thì là chỗ chơi cho bên cánh tay bắt đầu phục vụ tận nơi tận chỗ. Bây giờ Luna sẽ sắp những cái con banh lại rồi em sẽ bỏ vô quý vị nha. Dạ, hồi chiều tới giờ mình không sắp kịp thôi. Không ai sắp rồi, ok. Rồi, hôm nay giọng ai cũng ngon hết trơn quý vị. Và phục vụ từ 23 Tết tới hôm nay thì phải nói luôn là có một điều rất là vui là tất cả các thành viên đều giảm cân mà không cần một biện pháp healthy gì hết quý vị. Đặc biệt là bé Tư đó quý vị, năm nay từ hồi khi đăng quang tới giờ giảm được tổng cộng là 12kg quý vị nha. Và riêng tối qua không là giảm là 5kg. Mà không phải tối qua là ăn một cái biện pháp gì thôi, có nghĩa là không có ăn uống mà, có nghĩa là không có heo thì anh chị một cái biện pháp duy nhất thôi là thua bài đó quý vị, mà thua giảm 5kg đó. Dạ, và đặc biệt là cái kỳ tích của ấy là cái tất cả các cái xe từ ngày 23 Tết tới thời điểm bây giờ là cúng dường hết rồi. Rồi ngay bây giờ con lợi đầu tiên của tới ngày hôm nay chúng ta cùng kiểm banh quý vị nha. Xe có đủ 60 trái banh không ạ? Rồi ok, đây em sẽ bỏ từ từ ạ. Một đâu, hai đâu, từ từ đây, hai và ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một 12 13 14 15 16 17 18 19 hết chuột, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ba chuột, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 út chuột, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 chuột, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. Dạ. Rồi kính thưa quý vị, là chúng ta đã có 60 con số trong lồng cầu và cách thức rất đơn giản. Quý vị khi diễn viên bắt đầu nêu con số nào thì quý vị vui lòng và dùng tâm sẽ đang chọn cho con số tương ứng 4 con trên một hàng ngang là quý vị may mắn đoạt giải liền. Giơ tay thiệt lẹ để chạy lên sân khấu nhận liền một phần quà may mắn cho mình, đó là một bao lì xì đỏ thắm từ Sài Gòn Thơ Thơ trị giá 500.000 đồng cho một lời mở hàng. Ngay bây giờ quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Bắt đầu giơ số vô.
Sẽ được đón bố phục vụ bà con cô bác mình. Rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình. Và mỗi lần bé là tiếp theo.